Bản tin trưa gồm những sự kiện sau Chiến lược tấn công chớp nhoáng của tướng Shersky Ukraine sẽ thành lập các ủy ban quân quản ở vùng Kursk Kỷ lục di tản người Nga lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến Bình lính Nga trước nguy cơ dịch bệnh Hai tiêm kích Pháp va chạm trên không vì cùng mất tích Trung Quốc thống trị cuộc bầu cử ở đảo Thái Bình Dương Triều Tiên chuẩn bị mở cửa biên giới cho khách du lịch nước ngoài. Tòa án Thái Lan ra lệnh sa thải Thủ tướng Srettha Thavisin. Tất cả đều có trong bản tin trưa nay. Yên Ngọc xin kính chào quý vị đến với bản tin trưa của kênh Sống Với Dạy Tinh Hoa thứ năm ngày 15 tháng 8. Kính chúc quý vị có một ngày mới an lành. Ngay sau đây là bản tin của chúng tôi. Thưa quý vị, thêm một lần nữa, người Nga cay đắng với chính sự tiến quân nhanh chóng của Ukraine. Khi đoàn binh tiếp viện của Nga còn chưa kịp ra chiến trường, họ đã nếm trải hỏa lực dữ dội. Một video được Nga tung ra cho thấy trực thăng của Nga đã xả kích vào trúng một đoàn xe thiết bị. Nhưng chỉ vài giờ sau, hình ảnh đoàn xe được công bố trên mạng cho thấy đó lại chính là trang thiết bị đang ra tiền tuyến tiếp viện của quân đội Nga. Ngoài ra, Ukraine cũng công bố thêm nhiều hình ảnh về các đoàn xe tiếp viện của Nga bị phục kích và bắn cháy. Vấn đề nhức nhối là quân tấn công không bị ảnh hưởng về hậu cần, mà chính là quân phòng thủ Nga hiện rất khó khăn với hàng loạt các đợt di chuyển quân và trang thiết bị ra mặt trận. Mới nhất, Ukraine công bố đoàn xe tăng Nga bị phá hủy gần như toàn bộ, và hình ảnh những chiếc xe tăng Nga ở khu vực Kursk này đang được thu gom làm chiến lợi phẩm và đưa về Ukraine để tân trang. Đợt tấn công Kursk là minh chứng rõ nhất cho vỏ bọc của Nga về một đội quân mạnh hiện đại đã rớt xuống đất. Người ta thấy hàng trăm lính Nga bị bắt sống, các cánh quân không liên kết được với nhau. Ukraine vẫn giữ nhịp tấn công nhanh và cho thấy Nga vẫn chưa có cách nào đưa quân tiếp viện tiếp cận các hướng tấn công của Ukraine, hoặc có thể Nga vẫn chưa biết Ukraine sẽ tấn công ở hướng cụ thể nào. Lần đầu tiên, không quân Ukraine đã sử dụng bom để không kích tấn công trực tiếp vào Kursk. Nếu tình huống đã tệ đến như vậy, có thể suy luận Nga rất khó cắt đứt hành lang hậu cần của Ukraine khi Ukraine đã yên tâm tác chiến không quân ngay trên lãnh thổ Kursk. Một quốc gia siêu cường hạt nhân bị tấn công bằng bom từ không quân của một đội quân chuyên nghiệp vào lãnh thổ của mình và không thể làm gì để ngăn chặn. Đó là sự xấu hổ lớn dành cho những tuyên truyền về sức mạnh quân đội Nga đã bị bóc trần. Người ta nhận ra, không có một nhà nước Nga khổng lồ nào cả ngày nay Liên bang nga là một lãnh thổ rộng lớn, một quốc gia rất yếu kém, kém hiệu quả về kinh tế và mọi người đều hiểu điều đó. Không ai dám thể hiện điều đó và bây giờ Ukraine một lần nữa quyết định chứng minh tình trạng này. Mới nhất Ukraine đã chia sẻ một video cho thấy sự lừa dối của truyền thông nga đối với binh sĩ nước này khi nhồi nhét về hình ảnh phát xít Ukraine và sự tàn ác của họ. Một lính nghĩa vụ nga ở San Petersburg bị bắt khi đang tìm cách tự sát bằng lựu đạn đã xác nhận rằng. Ở Nga, về cơ bản họ đang được lập trình để tự vẫn, với những lời nói dối về sự tra tấn đau đớn và kéo dài sẽ xảy ra nếu bị Ukraine bắt sống. Khi nhận ra sự thật không phải vậy, người lính Nga nói rằng, tôi chỉ có thể nói lời cảm ơn vì đã cứu mạng tôi. Vẫn tiếp tục có thêm nhiều video về các vụ bắt giữ tù binh Nga số lượng lớn được đăng tải do các đơn vị Nga bị chia cắt và mất liên lạc với ban chỉ huy, nên số lượng tân binh không nhận được mệnh lệnh và không thể chiến đấu của Nga đã tiếp tục tăng lên chương trình truyền hình của Ukraine hiện nay thậm chí đã có thể tác nghiệp tại thành phố Rusa của tỉnh Kursk. Người ta quan sát thấy người dẫn chương trình khá thoải mái và bình tĩnh, cho dù có nhiều phương tiện giao thông chạy phía sau. Điều này cho thấy toàn bộ thành phố thực sự đã nằm trong tầm kiểm soát của Ukraine. Cho dù chỉ huy Alaudinov của đặc nhiệm Chechnya Akmat tuyên bố vẫn kiểm soát Suza, nhưng có thể thấy đó là những tuyên bố giả mạo. Hiện có rất nhiều các toán quân nhỏ của Ukraine xâm nhập sâu trong lãnh thổ Nga, phục kích các đoàn quân tiếp viện nhỏ lẻ, cũng như thông tin về sự di chuyển lực lượng của Nga cho ban chỉ huy điều phối và tổ chức phản kích chuỗi bản đồ Ukraine hàng ngày vào hôm thứ Tư, ngày 14 tháng 8 có điểm nổi bật. Lực lượng Ukraine tiến xa hơn vào tỉnh Kursk, dương cờ trên Vinezabnoe cũng như thể hiện sự hiện diện gia tăng ở các khu vực đã chiếm được. Chính quyền Nga đã ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp cho tất cả dân thường còn lại ở quận Kurskovsky, khu vực màu xanh lá cây, vùng Kursk. Có khả năng lực lượng Ukraine đã vượt biên vào khu vực đó. Tuy nhiên, trên đường tiến quân, Ukraine cũng đã bắt đầu chịu một số thiệt hại đầu tiên hình ảnh mới nhất cho thấy một đoàn xe nhỏ của ukraine đã bị đánh trúng và có thể ở một số địa điểm quân chính quy nga đã tập hợp lại tổng thống zelensky vào tối qua đã tuyên bố họp với các viên chức chính phủ bao gồm thủ tướng phó thủ tướng bộ trưởng nội vụ và thanh tra của quốc hội về việc hỗ trợ cho các hành động quân sự ở khu vực kursk điều quan trọng là ukraine phải chiến đấu theo đúng luật lệ và các nhu cầu nhân đạo ở khu vực đó phải được đáp ứng Ông cũng cảm ơn cơ quan an ninh SBU cũng như các chiến binh của lực lượng phòng vệ Ukraine, tổng cục tình báo và tất cả các cơ cấu liên quan vì các cuộc tấn công chính xác, kịp thời và hiệu quả vào các phi trường của Nga. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Biden đã đe dọa sẽ cắt viện trợ cho những người Ukraine nếu họ sử dụng bất kỳ vũ khí nào của Hoa Kỳ tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga. Giới chức Ukraine cho rằng lời tuyên bố này không khác mấy so với tuyên bố bảo vệ lãnh thổ liên bang Nga. Tại mặt trận Kursk, các chỉ huy Ukraine không có bất cứ bình luận nào đối với truyền thông. Các sĩ quan báo chí cũng từ chối yêu cầu phỏng vấn. Những người lính yêu cầu chỉ chia sẻ thông tin hạn chế với công chúng. Sự tự tin của họ thật ấn tượng và trái ngược hoàn toàn với những nơi khác ở tiền tuyến. Đại tướng Shusky đã chứng minh rằng có thể thực hiện các chiến dịch chớp nhoáng bất ngờ trong chiến tranh hiện đại. Trong cuộc tấn công vào khu vực Kursk, Bộ Chỉ huy Ukraine đã làm được điều tưởng chừng như không thể, đạt được mục tiêu bất ngờ trong chiến dịch. Sĩ quan lực lượng phòng vệ Israel và nhà quan sát quân sự Yigal Levin cho biết, việc giữ bí mật thông tin là rất đáng học hỏi do Ukraine đã tập trung được lực lượng đạt được mục tiêu bất ngờ. Đặc vụ Nga và mạng lưới trình sát UAV của họ đã không cho phép Ukraine tập trung quân gây chú ý ở khu vực Sumy và Kursk, do đó chỉ có một số ít người biết về kế hoạch tấn công của Ukraine. Ngay cả Tổng thống Zelensky và văn phòng Tổng thống cũng không biết kế hoạch chính xác. Hoạt động tấn công theo đúng nghĩa đen được công bố một ngày trước khi bắt đầu, điều này giúp đặc vụ Nga không kịp phản ứng. Vào giây phút cuối cùng, tấm màn che được vén lên và chiến dịch được bật đèn xanh, đến mức một số đơn vị hướng về phía nam đã phải quay đầu lại khi đang di chuyển, chuyển họ đến vùng Sumy. Ngoài việc chiếm được thành phố và bắt sống hàng nghìn tù binh chiến tranh, Ukraine còn có thêm một thành công nữa chứng tỏ hành động chớp nhoáng có thể tiến hành mà không phụ thuộc vào công nghệ và phụ thuộc vào thiên tài chỉ huy, sự gắn kết, tổ chức và kỹ năng trong nghệ thuật chiến tranh. Thưa quý vị, trong cuộc họp đặc biệt vào hôm thứ Tư, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu vấn đề thành lập các văn phòng chỉ huy quân sự nếu cần thiết tại các vùng lãnh thổ thuộc tỉnh Kursk của Nga, nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng vệ Ukraine. Điều này đã được các phương tiện truyền thông xã hội của Tổng thống, Thành tra viên Ukraine Dmitry Lubinets và Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk tuyên bố. Trích dẫn tuyên bố cho biết, chúng tôi đã có một cuộc họp về tình hình ở Kursk. Chúng tôi đã thảo luận về các vấn đề chính như an ninh, viện trợ nhân đạo, thành lập văn phòng chỉ huy quân sự nếu cần thiết. Ukraine đang tự bảo vệ mình và mạng sống của người dân tại vùng biên giới Romadash và đang có hành động trên lãnh thổ Nga. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng lực lượng Ukraine tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của các công ước quốc tế và luật nhân đạo quốc tế. Đồng thời, ông Lubinets cũng đã thêm vào bài đăng trên mạng xã hội của mình rằng khi thực hiện quyền tự vệ theo Điều 51 của Hiến trường Liên Hợp Quốc, Ukraine không chỉ có quyền tự vệ mà còn có quyền tuân thủ mọi công ước quốc tế và yêu cầu của luật nhân đạo quốc tế. Do đó, quân đội Ukraine đã thành lập một vùng đệm ở tỉnh Kursk nhằm mục đích tự vệ. Ông Lubinets cho biết, những người tham gia cuộc họp cũng thảo luận về vấn đề tiếp cận cho đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế phù tư khác để thực hiện các hoạt động nhân đạo. Các viên chức đồn trú tại vùng đệm phải bảo đảm cung cấp thực phẩm, thuốc men và các mặt hàng khác cần thiết cho dân thường. Do đó, quân đội Ukraine có kế hoạch bao gồm thực hiện các hoạt động nhân đạo để hỗ trợ người dân trong khu vực, đồng thời mở hành lang dân đạo để sơ tán dân thường về phía Nga và Ukraine. Ukraine cũng sẽ cho phép các tổ chức nhân đạo quốc tế vào khu vực này để thực hiện hoạt động ứng phó nhân đạo và theo dõi tình hình nhân đạo. Thưa quý vị, mới đây, chính quyền Nga vừa công bố đợt sơ tán công dân Nga lớn nhất khỏi vùng chiến sự kể từ chiến tranh Chechnya lần thứ hai. Theo tuyên bố từ các thống đốc khu vực, gần 194.000 người sẽ phải sơ tán khỏi các khu vực ở Kursk và Belgorod do cuộc tấn công quân sự đang diễn ra của Ukraine. Tại khu vực Kursk, Quyền thống đốc Alexei Smirnov cho biết, 180.000 cư dân từ 8 quận, bao gồm cả những quận gần nhà máy điện hạt nhân Kursk, sẽ được di dời. Cho đến nay, 121.000 người đã rời bỏ nhà cửa của họ. Tại vùng Belgorod, thống đốc Vyacheslav Vladkov đã báo cáo về cuộc di dời của cư dân khỏi quận Krasnoyarsky với lý do là hoạt động của kẻ thù gần biên giới. Quận này nằm cạnh quận Belovsky ở vùng Kursk và là nơi sinh sống của 13.800 người. Theo phương tiện truyền thông Agenstvo, lần cuối cùng người Nga chạy trốn với số lượng lớn như vậy là trong chiến tranh Chechnya lần thứ hai. Vào mùa thu năm 1999, khoảng 300.000 người đã chạy trốn khỏi Chechnya đến Ingushetia. Không giống như cuộc di tản có tổ chức hiện nay, chiến tranh Chechnya chứng kiến người dân phải tự di tản. Tuy nhiên, một cuộc di tản có tổ chức lớn như vậy chưa từng được tiến hành ở Nga kể từ Thế chiến thứ hai và có quy mô tương đương với cuộc di tản khỏi Leningrad vào năm 1941, nơi có 488.700 người được di dời. Thưa quý vị, cuộc chiến của ông Putin ở Ukraine đã diễn ra trong hơn 2 năm rưỡi, kế hoạch được cho là chiếm Ukraine trong vòng vài ngày của ông đã thất bại thảm hại và thay vào đó, hiện nay cuộc chiến cũng đã lan sang Nga. Kể từ cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine ở khu vực biên giới Kursk của Nga, quân đội Nga dường như bị áp đảo một cách vô vọng. Như Bộ trưởng Quốc phòng Anh giải thích, các đơn vị quân đội Nga đang bị thiếu nước uống nghiêm trọng, dẫn đến việc quân lính phải nỗ lực lọc nước từ các vùng nước tù động. Các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng tiếp tế của Ukraine được cho là nguyên nhân gây ra các vấn đề gần đây ở mặt trận. Điều này đã gây ra thiệt hại gần như chắc chắn sẽ dẫn đến hạn chế nguồn cung cấp nước. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các phi công Nga được cho là đã yêu cầu người dân địa phương cung cấp nước và sử dụng vũng nước động để lấy nước hàng ngày. Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết thêm, việc thiếu nước này dẫn đến mất nước và tăng nguy cơ lây nhiễm chắc chắn sẽ có tác động đến tinh thần và hiệu quả của các hoạt động. Nói cách khác, việc lây lan dịch bệnh giữa các chiến binh Điện Kremlin và việc thiếu nước sẽ làm suy yếu thêm các đơn vị của Nga về lâu dài. Một blogger quân sự thân Nga cũng tuyên bố rằng khẩu phần nước cho các phi công Nga đã bị giới hạn ở mức 1 lít mỗi ngày. Điều này tương ứng với một phần tư lượng nước tối thiểu được khuyến nghị để làm việc ở nhiệt độ cao. Ngay sau đây, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Phạm Dương. Thưa quý vị, hai chiến đấu cơ Rafale đã va chạm giữa không trung trước khi rơi xuống phía đông bắc của nước Pháp, khiến hai phi công bị mất tích. Hai phi cơ này xuất phát từ căn cứ không quân Saint Dizier ở Robinson vào hôm nay, trước khi va chạm và rơi xuống khu vực Colombe Le Bel thuộc tỉnh Mette Moselle, đông bắc của nước Pháp. Đội cứu hộ lập tức được triển khai tới hiện trường. Một phi công đã được tìm thấy và anh ấy an toàn. Cuộc tìm kiếm những phi công còn lại đang được tiến hành. Bộ trưởng Quốc phòng của Pháp, Sébastien Lecornu, đã nói thêm: "Hiện chưa rõ hai tiêm kích đã va chạm trên không như thế nào." Một nguồn tin của Không quân Pháp nói với trang tin Le Monde, có hai phi công trên chiếc Rafale B và một chiếc khác trên chiếc Rafale C. Người được tìm thấy là phi công trên chiếc Rafale C đã phóng dù thoát hiểm trước khi chiếc phi cơ bị rơi chính quyền tỉnh maître et đã nhanh chóng kích hoạt chương trình cứu hộ trên không và trên bộ để hỗ trợ lực lượng quân sự ứng phó cho sự việc. Một phát ngôn viên của không quân Pháp cho biết, hai chiếc phi cơ trong vụ va chạm đều thuộc phi đội chuyển loại Gafen 3-4 là Aquitaine đóng tại căn cứ không quân Saint-Dizier-Robinson. Phi đội này là chuyên đào tạo phi công chiến đấu trên các tiêm kích đa năng Gafen và đóng vai trò quan trọng trong huấn luyện phi công của các dòng máy khác chuyển loại sang Gafan. Thưa quý vị, chuyển sang các thông tin từ Trung Quốc. Hiện Trung Quốc đã trở thành một vấn đề trung tâm trong một cuộc bầu cử ở một vùng bán đảo san hô xa xôi trên Thái Bình Dương vào đầu tháng khi Bắc Kinh đang ca ngợi tổng thống đương nhiệm của họ. Vào ngày 19 tháng 8, vòng bỏ phiếu thứ hai dự kiến sẽ diễn ra ở quốc gia Kribati sau khi cử tri đi bỏ phiếu vào hôm thứ Tư nơi họ đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc gia, được coi là cuộc trưng cầu dân ý về mối quan hệ chặt chẽ của nước này với Trung Quốc và chi phí sinh hoạt hiện tại của người dân. Kiribati là một quốc gia đảo san hô thấp với 120.000 người dân, là một trong những quốc gia bị đe dọa do mực nước biển dâng cao, thiếu đi sự giàu có về tài nguyên và không có được sức hấp dẫn về du lịch như các đảo ở trên Thái Bình Dương khác. Tuy nhiên vị trí chiến lược gần Hawaii và lãnh thổ đại dương rộng lớn đã làm tăng thêm tầm quan trọng của quốc gia này, thúc đẩy cuộc đấu tranh quyền lực giữa các quốc gia phương Tây và Bắc Kinh. Vào năm 2019, chính phủ Kiribati đã thay đổi sự ủng hộ từ Đài Loan sang Trung Quốc vì lợi ích quốc gia của họ. Động thái này diễn ra sau khi một số quốc gia trên Thái Bình Dương đã chuyển sự ủng hộ và hiện đứng về phía Trung Quốc kể từ năm 2016 thay vì đứng sau Đài Loan. Ông Blake Johnson, một nhà phân tích cấp cao tại Viện Chính sách Chiến lược của Australia nói với đài AP rằng một số quốc gia ở Thái Bình Dương đã gây ra những lo ngại khi hợp tác với Trung Quốc. Theo ông Johnson, một số lo ngại của Australia bao gồm các báo cáo cho biết Bắc Kinh đã hỗ trợ đào tạo cảnh sát ở Kiribati. Thưa quý vị, hai công ty lữ hành của Trung Quốc cho biết Triều Tiên đã chuẩn bị mở cửa lại biên giới để đón du khách quốc tế sau nhiều năm kiểm soát biên giới chặt chẽ vì đại dịch COVID-19. Korea Tours có trụ sở tại Bắc Kinh đã thông báo trên trang web của mình vào hôm thứ Tư rằng đất nước biệt lập này sẽ chào đón khách du lịch đến từ thành phố Samyong ở phía Đông Bắc và có thể là các nơi khác trên cả nước vào tháng 12 năm 2024. Sau hơn 4 năm chờ đợi để đưa ra thông báo này, Korea Tours rất vui mừng khi du lịch Triều Tiên một lần nữa được mở cửa trở lại, các nhà điều hành cho biết thêm. KTG Tour có trụ sở tại Thẩm Dương cũng thông báo khách du lịch có thể đến Samyong bắt đầu từ cuối năm 2024. Triều Tiên phần lớn đã đóng cửa đối với khách du lịch quốc tế kể từ năm 2020 khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Triều Tiên chỉ được nối lại vào năm ngoái khi một nhóm nhỏ khách du lịch của Nga đã bay tới đây để tham quan riêng vào hồi tháng 2 chuyến thăm của họ diễn ra trong bối cảnh Moscow và Bình Nhưỡng củng cố mối quan hệ với chuyến công du nước ngoài hiếm hoi của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Nga vào hồi tháng 9 năm ngoái. Ngay sau đó, Tổng thống Putin cũng đã đến thăm Triều Tiên vào hồi tháng 6. Truyền thông của Triều Tiên cho biết, đất nước này đang xây dựng xã hội chủ nghĩa lý tưởng ở Samiyon, một thành phố gần biên giới với Trung Quốc và coi đây là hình mẫu của thành phố miền núi có nền văn minh cao với các căn hộ, khách sạn khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cùng với các cơ sở thương mại, văn hóa và y tế. Thưa quý vị, Thái Lan đã quyết định bổ nhiệm người từng ngồi tù làm bộ trưởng khiến Thủ tướng Sretta bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan coi là vi hiến và tiếp tục bãi nhiệm ông. Hiện Tòa án Hiến pháp Thái Lan vào ngày 14 tháng 8 đã ra phán quyết cho rằng ông Sretta Thavisin đã vi hiến vì đã bổ nhiệm người không đáp ứng tiêu chuẩn đạo đức vào vị trí bộ trưởng trong nội các và phế chuất ông khỏi vị trí thủ tướng, quyết định được đưa ra chưa đầy một năm sau khi ông Sretta lên nắm quyền. Tôi tôn trọng phán quyết tôi xin tái khẳng định rằng trong một năm đảm nhiệm cương vị thủ tướng, tôi đã cố gắng hết sức để lãnh đạo đất nước. Ông Sretha, 61 tuổi, phát biểu trước báo giới. Ông cũng nói thêm rằng thủ tướng lâm thời đang từ nước ngoài trở về Thái Lan và tin còn nhiều người tài năng có thể tiếp nối công việc. Sretha là thủ tướng Thái Lan thứ tư bị tòa án hiến pháp phế chuất trong 16 năm qua. Nguồn cơn bê bối pháp lý ông phải đối mặt là quyết định bổ nhiệm Pichit Chuyenban làm bộ trưởng văn phòng thủ tướng trong cuộc cải tổ nội các vào hồi tháng 5 ông Pichit đã từ chức Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng vào hôm thứ Ba để bảo vệ ông Srettha. Việc ông bị cách chức sau chưa đầy một năm nắm quyền có nghĩa là quốc hội phải triệu tập để bầu ra một thủ tướng mới với viễn cảnh bất ổn hơn nữa ở một đất nước đã bị ám ảnh trong 20 năm bởi các cuộc đảo chính và phán quyết của tòa án đã lật đổ nhiều chính phủ và các đảng phái chính trị. Cảm ơn biên tập viên Phạm Dương. Kính thưa quý vị, bản tin trưa nay đến đây xin được phép tạm dừng. Y Ngọc hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.